Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại ghé thăm kênh mình nhé. Và hôm nay là 30 Tết năm Nhâm Dần và nhà mình có cậu em là chủ nhà hàng Đồi Châu Quán bán hàng tại thành phố Sơn La. Khi về ăn Tết thì được một người bạn là người Mường gửi cho con lợn cắp nách về để liên hoan Tết tất niên với gia đình. Và bây giờ thì mình sẽ cùng mời các bạn tham quan qua xem có đúng là lợn cắp nách của người Mường các bạn nhé. Chào cả nhà nhé. Con này nó vào khoảng gần 20 cân các bạn nhé. Và theo như nhà chủ nói thì nuôi gần 1 năm rồi, mà nó cũng chỉ được gần 20 cân này thôi. Mõm dài, lông dài. Càng hun kỹ càng ngon các bạn nhé. Đây là cháu trưởng đang lo công tác lo rộng ban thờ. Càng hun kỹ bao nhiêu thì ra càng ngon bấy nhiêu. Và tiếp tục đi băng ra để cọ một. Và đúng là cái không khí nhộn nhịp của ngày 30 cuối năm, mọi người rất tất bật và hối hả. Tuy nhiên là mỗi người một việc thì cũng rất là nhanh.
mới là hợp lý nhất. Đây này, cái này làm trước ra luộc. Sao cái này anh lại thái vuông này? Nướng. Nướng là tốn, ăn mới ngon. Gia vị để nướng. Đấy, gia vị đây, gọi là cái gia vị gì gì đi cậu? Gia vị nướng mắc khén. Mắc khén. À chỗ tóc chỉ để chấm thôi. Mắc khén của người Thái đấy, đúng không? Chuẩn vị đấy nhỉ. Và còn đây, đây là toàn bộ gia vị cũng được gửi từ trên Sơn La về. Mà dù ướp hay nướng thì cũng phải có cái gia vị của nó để ướp nó mới ngon các bạn nhé. Toàn bộ hạt mắc kén và một số hương vị cũng được gửi từ trên rừng về. Sau khi ướp xong khoảng 15 đến 20 phút thì mới cho vào để hấp hoặc như nướng các bạn nhé. Và đây thì đang chuẩn bị sâu để làm món thịt nướng các bạn nhé. Mỗi người một tay một không khí rất là khẩn trương. Và sau khi đã ướp gia vị chín tới thì sẽ chuyển sang xiên để cho vào nướng. Và tiếp tục, đây là cái món để hấp các bạn nhé, cũng phải ướp hết. Và tiếp tục của món rời lòng các bạn nhé. Thank you.
Và sau khi đã ướp và xiên xong thì quay ra để nướng các bạn nhé. Và phải nướng bằng than hoa thì nó mới ngon các bạn nhé. Đại gia đình rất là tấp nập và hối hả để chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối năm tất niên. Phong cách khá là chuyên nghiệp. Vâng. Ông nhìn cái là thấy là có được không? Có bán nhà hàng đâu. Và đây là sản phẩm cá ra lò. Rất là nóng giòn. Cho cháu biết nào. Nào, quay cho cháu một miếng nào. Cháu ăn thử miếng nào. Nào, đấy, cháu miếng nào. Ông quay cho cháu một miếng nào. Nào, ông quay cho cháu một miếng nào. Nào, lựa ra đi. Và đây là món lòng xe yếu đây, đã chín rồi. Và lúc này thì nồi nhiệt hấp cũng đã chín tới. Tuy nhiên là để các bạn kiểm tra nó chín chưa thì bạn phải dùng một cái đũa vậy tiêm vào, nếu cảm thấy nó mềm, nó mềm cái da thì coi như đã chín các bạn nhé. Tránh trường hợp nó linh quá là cũng không tốt. Và lúc này thì toàn bộ các món đang được hoàn tất. Và cuối cùng đây là món tiết canh. Món nó khoái khẩu của cánh khoái dâu các bạn nhé. Tiết đủ đâu, mọi người đổ hết chứ. Cắt cho mình được chanh đi. Ôi cái anh họ mang cái khớp ra nó lại chế thôi. Cắt cho mình được chanh đi.
Thank you.
Và video thì mình cũng xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cũng như theo dõi. Và sáng năm mới, chúc các bạn cùng người thân một năm mới tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Và các bạn đừng quên nhấn like cũng như đăng ký để ủng hộ Minh Thần kênh các bạn nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.